Rồi, không việc gì làm. Với lại là bên phía 3242, KVK 1, FPB vẫn chưa xong nha anh em. Mặc dù là đội bạn bên phía bên đây. Nhìn xem, thể xem thử coi bên phía chúng ta nó như thế nào rồi. 2934 quá. Ừ, đúng rồi, Boy Boy ơi. Hello Boy Boy. Ngày xưa chúng ta cũng đánh đi hệt vậy đúng không? Nâng luôn 25% lính anh em. FPB chưa max hết mấy cái kia nên là nó chỉ có 198 à. Chúng ta đem xem điểm xếp hạng của bên phía bên đây. Lion 41 vẫn còn 3 tỷ 4. 2 tỷ 4 của bên phía 42, 43 là 2 tỷ 8. 44 là 1 tỷ 9. Nói chung là mỗi bên nào cũng sẽ có những T5 nha anh em. Wow, thương. Đánh cho nó vui anh em, đánh cho nó vui. 42 đang xây cờ. Oh, không phải, 41 xây cờ. X43, bữa này 43, 43 kéo qua tên đây rồi. 43 xây gì, xây cờ gì ngộ vậy ta. 43 xây cờ muốn quơ rồi mà tính ngộ vậy. Thời đó chưa hết KVK mà bot kia là tư nguyện Diego Kingdom. Hai trăm bốn mươi bảy k. Wow, ngon. Thời gian được gọi là quay lại chơi lại là thấy khá là được gọi là khó khăn các em. Cơ một cửa hàng nó có gì đây? Đấy, nó sẽ có một số món đồ quý hệt vậy. Quan trọng chúng ta mua cái này để chúng ta rèn cái đầu cam. 8 cái. Vô thám nào. Rồi, chúng ta lượm cục đá rồi. Trước khi chúng ta đi ra quánh nhau thì chúng ta sẽ lượm cục đá. Thứ hai là chúng ta sẽ tăng thêm năng lực đội quân. Một là chúng ta sẽ có 25%, hai là chúng ta sẽ có 50 nha. Và thứ ba là chúng ta sẽ tăng luôn một cái tấn công hoặc phòng thủ quân đội 5%. Vậy là ok rồi. Wow, vậy này bên phía của đội bạn đánh ghê vậy. Chúng ta đang kéo bo lên. Bốn ba là đồng minh nhé anh em. 41 là y là đồng minh với nhau. Xem thử có một số anh em bên phía bên đây như thế nào rồi. LF đang đốt cờ bên phía bên đây của chúng ta luôn. Ghê sợ vậy. Khi nào chúng ta ăn Zik hả? Zik chưa. 13 tiếng đã auto chạy qua. Sau đó chúng ta sẽ ăn đình thờ thất thủ. Ăn đầu tiên. Phía bên đây xóa luôn cả lan bên kia rồi, xóa luôn LI rồi, LI mất tiêu rồi.
Ok, chúng ta có bóp kinh rồi. Bam. Né né qua đây nha anh em. Chúng ta bóp, chúng ta quánh 41 chứ không phải bánh quánh 43 nha. Nên là thấy 41 thì cứ quánh. Lụm. FPB đang sử dụng một đạo đó là tôn tử với AE nha, tôn tử và AE. Tên thôi, không cần đi phải sâu. Đấy, trong đây có Di rồi nhưng mà chúng ta sẽ không được gọi là sử dụng Di, bởi vì tiết kiệm chọc cho KVK luôn anh em. Sử dụng chọc cho KVK luôn. Vào đây thì chúng ta có quân thì chúng ta sẽ lụm thôi. Cái này lúc nãy mà 43 phải ga ly cây cờ cũng đỡ quá. Giờ này là kẹt sát bên phía bên đây rồi. CM kìa. Lộn. Sorry. Ê. Né chút anh em. Xong vào sâu quá dễ bị sắp mặt lắm. Ghê. Xong FPB sẽ xin một cái chiến báo cho anh em xem. Cái này camera 1 mà. Camera 1 mà. Nó khác với những mùa sau nha. Xong qua cờ luôn cơ. Ghê. Lúc nãy phải tấn công trước khi mà được gọi là xây dựng xong thì chúng ta bèm luôn, nó quá sướng rồi. Bây giờ ngược lại là chúng ta phải đánh. T5 nó ra rồi, T5 ra rồi cũng bèm luôn, có gì đâu mà phải sợ. Nhánh bên phía bên đây thì chúng ta sẽ là 42 đánh, bên đây là 43. Ok, không sao nhé, lộng hoàng. Tại vì lâu quá rồi FPB mới chơi lại cái KVK 1. Mina nè, đứt chuột nè. Bailey. Chúng ta sử dụng AE thì AE nó sẽ có luôn một cái vòng đam nhé anh em, một cái vòng nửa vòng, có nghĩa là có nửa vòng tròn chúng ta sẽ ăn được đam nhiều hơn. Eden Sai, trong đây thì ai là người mạnh nhất? Osake, quá ghê gớm. Rồi, 43 có report cho chúng ta xem rồi anh em. Chúng ta xem thử coi. Bên phía bên đây, bên 43 sử dụng Minamoto kết hợp với Di nha anh em. Minamoto kết hợp với Di để xem thử coi. Đó rồi, chạy. Rồi, chúng ta xem. Hiện tại là bên phía 43 ăn được tới 25 triệu điểm tiêu diệt nha anh em. Đó. Bên phía bên đây chết là có 301, còn bên phía 41 là chết là 719. Wow. Xem thử coi. Ở đây thì chưa có định nghĩa là farm nha anh em, bởi vì đa số sẽ là chính nhiều hơn, cũng có farm. Anh em cũng có sử dụng farm. Nhưng mà ngay từ đầu thì chúng ta cũng sẽ chưa có ổn để chúng ta sử dụng farm, bởi vì chúng ta chỉ cần đánh một đạo là đủ. T5, watch bên phía bên này sử dụng T5 luôn. Chúng ta xem thử coi, hai con mát hết chưa. Gì mà nó đỏ nữa rồi. Tăng quân Minamoto mát.
kết hợp với Di Mát luôn. Bên phía bên đây thì Tôn Tử với Di. Di bên đây chỉ mới là 5-4-1-1 thôi. Oh my god, thủ như thế là hơi bị toan. Bên phía bên đây nãy boss bên phía bên đây sử dụng CM và AE nhiều lắm anh em, nhiều lắm, nhiều chiến báo lắm. Nhưng mà phải nói là KVK1 mà ăn mà Gali được ăn như thế là quá ngon rồi. Hiện tại là boss này để FPB xem thử coi. 57 triệu điểm sức mạnh, 243 điểm KQ. Rồi rồi, mới ăn mì giờ này 41 để hả? Ăn mì lên đi em, rồi lên em. Thôi hồi quân cái. Rồi chúng ta xem thử. Chiến báo 11k. Ôi dồi ôi, lỗ. Đánh như thế này lỗ. Chúng ta có thể hồi từ từ cũng được nha anh em. Chúng ta có thể hồi từ từ. Nhưng mà thôi, hồi luôn cái đi. Có 13 tiếng, FPB cũng còn nhiều, khá nhiều tăng tốc. Sao em? K2. Đánh gặp mùi tiền. Đúng rồi, K2 là có bay về rồi nha. Bot lô hàng của chúng ta, bot lô hàng on liên tục anh em. Bot lên, wow, bot lên 1B2 rồi. Quá ghê sợ. Chết 1.8 triệu. DT thành, bot thành lên bao nhiêu rồi? 467 triệu. Quay về K2 ổn hơn không? Gaming đốm. Nếu như anh em ở chinh phạt thì một là chúng ta kiếm một cái Kingdom Death hoặc là set thấp á để chúng ta đánh nó sẽ ổn hơn. Chứ bây giờ bay về K2 thì nó phải xét đến cái độ Q-Bone rồi cái lĩnh Death, chủ yếu là nó sẽ về cái thông tin của chúng ta nó phải tốt và về anh em phải cài, anh em phải đánh nữa. Trong khi nó hơi khó nha. Nên nếu được thì chúng ta nên kiếm một số Kingdom nào nhỏ nhỏ để chúng ta đánh thì nó ok hơn. Khỏi mất công chúng ta về cả hai. Đến vài mùa là chúng ta khỏe liền. Còn anh em nào mà muốn về cả hai để ném lại mùi vị thì càng tốt thôi. Mười ba ngày nữa xong cuộc chiến KVK1 nha anh em. Hùng Nguyễn bay cả hai lậu, bay xong xin vua sao chứ, sốc mùa nào cũng mất vài B. Kiếm Kingdom mà nhỏ nhỏ nè, kiếm Kingdom nhỏ nhỏ thì chúng ta đánh nó ổn nha. Còn bay lậu về thì hơi căng, bay lậu về nhầm khi lỡ mà kinh không cho, kinh nói bây giờ thông tin không tốt này kia nọ, không mất tiêu mạnh nữa thì auto bị giờ go nha. Đúng rồi, vé đặc cách này dành cho Khay hết rồi, chúng ta không có thể xin được cái đó anh em. Rồi, và em tiếp một chút nữa. Vẫn tiếp tục sử dụng Tôn Tử với
với à e bộ ghẻ nha anh em, bộ ghẻ. Hai tướng, một tướng, một chìa. Mở một số tăng tốc ra nào anh em. Yeah. Ok. FPV phải mồi khi mà nó ra được con tướng. Ôi ôi, CM được hai tượng luôn. Ngon lành. Phòng thủ kỵ binh. Mồi tiếp anh em, miễn mà chúng ta ra được một con tướng tím là chúng ta sẽ mở tiếp. Xin một vé đặt cách nữa, trừ khi ạt xịn, làm khay nha, làm khay mới xin được game bên đó ơi. Bảo vệ thành phố. Vẫn không thể nhìn thấy con ấy luôn. Thôi kệ, chút xíu chúng ta quấn tiếp. Rồi, thấy anh em nhìn thấy chưa? KVK 1 mà đánh ghê sợ được chứ. Tấn công thành phố luôn. Một lợi leo. Wow. Boss này bị tông nhà. Cướp tài nguyên. Chết 20. Còn bên phía bên đây chết tới 133. Ôi trời ơi, quá ghê vậy. Bút hia 41 giờ này đông thế. Ừ đúng rồi, vua không nhận thì cứ bay thôi. Nhưng mà sợ nhầm khi dễ bị toan lắm nha. Rồi tiếp tục sử dụng Mina kết hợp với con Di nha anh em. Mina với Di. Mina mát, Di mát luôn. Nhưng mà có cái là chúng ta phải được gọi là John vào Gali nha. Gali mà không đủ lính thì dùng khi chúng ta khá là lỗ. Bởi vì CM đang là con tướng đang phòng thủ trong này. KBK 1 mà đánh máu quá anh em. KBK 1 mà đánh ghê quá. Đánh hầu như mỗi ngày. Và chúng ta nhìn thấy là KVK 1 là có thể nói là ăn sẽ được rất nhiều quà nếu như chúng ta win KVK nha. À mình khay hả? Ok, nếu mình khay thì chạy được là xin về được nha gaming đóm ơi. Ok, FPB phải về mình phía bên đây rồi. Ngon bộ ghẻ. FPB sử dụng tôn tử với Di nha. FPB sử dụng tôn tử với Di. À xin lỗi nè, tôn tử AE. AE cho nó bổ. Chạy đâu cơn. Mina 27 triệu. Cũng mạnh đấy. Một mình không, bạn không có thể cân được hết bạn ơi. Đấy bởi vậy. Một 960 win rồi ạ. À. Ừ đúng rồi tướng đinh ơi. Chút xíu này chúng ta xem ai là người ăn giết đầu tiên nha. Lụm lô. Né gì CM mình cũng lụm hết. C
CM với Tôn Tử nữa. Cặp đấy rất trâu nha anh em, là cặp đấy rất trâu luôn ạ. Hello Tướng Đinh Macross KVK 4 mới đóng map thì khoảng bao nhiêu ngàn mới mở nhập cư với anh? Dường như là sau khi mà chuẩn bị ấy là nó sẽ hiện ra cho em một cái danh sách mà em nhập cư luôn em nha. Trong cái biên niên sử là nó có luôn. Lúc KVK là chúng ta sẽ có một cái lịch trình luôn em. Bạn giỡn với mình hả bạn? Chạy đi đâu đây? À, cứ nộp đơn vé đặt cách mà. Vé đặt cách thì nó khác em. Vé đặt cách nó ngon. Phê lắm. Bay bằng vé đặt cách là rất ngon. KVK 1 có đánh máu quá. Nãy giờ Gali chưa xong nữa kìa. Cho anh vào anh em. Cho anh vào, cho anh vào, cho Gali vào. Bailey à. Bailey thì thịt rất thơm. Xích đầu 671 ăn. Đấy bởi vậy. ok. Hello Adam. Hello anh em đang xem like, anh em chép PB xin một like để khích lệ tinh thần của like ngày hôm nay nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Nhớ lên trên anh em, 43. Bây giờ chúng ta bêm nhầm 43. Né né hoàng bên, mất công bêm 43 khổ lắm. Giai đoạn đầu game thì ta nói là bộ binh đi chậm ghi luôn em, chậm lắm. Sao rồi, Gali này sao rồi? Còn Gali luôn. Oh my god, 43 đâu rồi, 43 cho anh vào anh em. Không thôi thì quỷ. Chứ mà kiểu này là chúng ta sẽ rất lỗ luôn. Gali như thế này lỗ lắm. Thấy bay ba là lụm liền anh em. Giọt. Quá trừng. Thay đổi số phận. Quá trừng. Hay được chứ. Một mình mà mình cân hết luôn anh em. Nổ. Anh bị thương tới 49k nè. Chiến thắng nè, ở đây chiến thắng nè. Ăn 1k mấy luôn. 8k 13, nhưng mà điểm tiêu diệt sẽ là 115. Thống kê là chúng sẽ lời 70, ăn được 30. 45, không ăn được chút đỉnh. Yeah. Nó tài nguyên ư? Nhìn thấy đánh mà gặp mấy ông tướng ngon mới. Gỗ đi. Vàng, đá, gỗ. Xài một mớ gỗ nào.
đủ đánh rồi. Xíu chúng ta sẽ nâng cái thằng kia thêm. Tiếp tục kéo quân lên nào anh em. Trăm ba mươi tám k. Kiểu này về cả hai hàng ra. Ghê đấy, ghê đấy. Ghê sợ thiệt chứ. Để chúng ta xem Quốc Thành đánh bao nhiêu đây. Bị thương 83k mà ăn bên, ăn bên kia là tới 302. Wow, ăn được hơn tới 1 triệu hơn kill luôn nữa. Ngon. Rồi xem. Tấn công nha anh em, tấn công. Ủa cái này là cái gì đây? Bay ba với tung tử. À, trên kia, ok, quá ghê. Chúng ta xem cái gali lúc nãy của rồi, xem đây. 43 lúc nãy gali. Đợt này lỗ lại rồi anh em, CM bị gì đấy không? CM bị gì? T5 luôn, bắt T5 lên thủ rồi, CM mát, gì mát. Bộ binh 166%, sức mạnh là được 92%, gần 100% luôn rồi anh em. Phòng thủ cơ bản bộ binh đến như thế này ghê sợ. Gặp ngay CM là phải nói là cực kỳ trâu. Thôi chia buồn với đội bạn. Tổng lại thì ây chà, pha này chúng ta đánh đổi lại lỗ hơn gần 10 triệu anh em. Ghê thiệt chứ. Luôn luôn nhỉ, thấy đều cho anh hả? Chưa. Cái này anh đang xem ở bên phía của 42, anh đang đánh ở 42 nha. 10 giờ chúng ta sẽ qua xem ăn zik. Cái Kali lúc nãy bên phía bên đây. Ôi ôi, bên phía này đội bạn ghê quá. Ông nào vậy? Cho anh Clan đi, mất công bị Yago giờ. Chạy đi đâu đây, bài ba. Ôi bài ba chạy nhanh quá. Bước ba cũng đang khá là đông.
cuộc chiến đang diễn ra rất là thú vị nha anh em, rất là hấp dẫn. Tại cụm S11222 của cái Kingdom 3242, 3243, 3244, 33 chúng ta được gọi là Ali cùng với nhau mà đánh với 41. Và trong đó là 41 LI là đồng minh. À, ăn hẹp gì luôn hả? Ngon thế. Trong khoảng thời gian chờ đợi chúng ta sẽ mở chìa bạc tiếp anh em. Radius. Cái này là mồi. Mồi là chúng ta phải kiếm được con tướng tím nha anh em, phải có là một con tướng tím. Á, rồi đừng nhé, FB bấm nhầm rồi. Phải là một con tướng tím thì gì à? Chúng ta mới mở cái chìa bạc. Chìa bạc, mở chìa vàng. Rồi sau đó là có chìa vàng chúng ta mới mở được. Những 10 hộp quà hả? Ừ, ok em. Neo God Roka Command. Cũng được 200 game anh em. Ok. Tiếp tục mời tiếp. Khi nào mà chúng ta có tướng tím thì chúng ta hãy mở chìa vàng. Sao luôn, sao chúng ta không xài. Đó, có con tướng rồi nè. Ok, bây giờ chúng ta sẽ mở. Hy vọng là chúng ta sẽ ra CM hoặc là chúng ta ra Zoan nha anh em. Tôn tử thì bây giờ dư quá rồi, dư quá rồi, FPB sẽ không cần nữa. Chúng ta sẽ ra một số con tướng mà chúng ta cần nhiều hơn. Ui, CM anh em, quá ngon. Thấy như thế này là ok rồi. 10 chọc CM, 12 chọc có Byrus luôn. Bi Tôn tử cũng có luôn. Số con tướng khác. Ổn đó anh em, ổn đó. Ok, chúng ta sẽ mở luôn chìa pha lê anh em. Hy vọng chúng ta sẽ ra một món cam. Món cam mà có bộ binh nhé anh em, để chúng ta xài luôn.
Hy vọng nha anh em. 1, 2, 3. Cui. Đứt con chuột. Không có gì luôn. 4 viên đá màu xanh. Sức mạnh kỵ binh, phòng thủ bộ binh, dây lộng gió. Toàn. Hẻo. Pha này hơi bị hẻo rồi anh em, nhưng không sao. Mở hết luôn. Rồi, ok, chúng ta mở đi, chúng ta lấy tăng tốc, chúng ta đi bêm. Tiếp. Đấy, phần quà nhé anh em, quà ngon lắm. Ôi, CM với Di kìa, Di Mát, CM với Di Mát là cặp này là đang, phải nói là đang rất là khủng. Nếu như chúng ta đánh ở KVK1 thêm T5 nữa thì thôi rồi, tới công chuyện. Hello chân tay, mở rương đấy nha, mở rương sự kiện hả? Ok, ok để FPB nhận. À nhận cái này á hả? Cái đó là thay đổi số phận mà. CM quá ghê anh em. Nhớ cao 1 ghê. Chả biết đánh lỗ sao mà lời. Mới bị thay đổi số phận luôn em. Gấu thay đổi số phận luôn. Quái cả trưởng được chứ. Mà em liền phía bên đây Gali tiếp rồi. Đúng rồi, đợt này là phải Gali như thế này quá ngon. CM với G cặp này là ra là quýnh double Gali luôn. Quá xịn. CM ư, CM quý bi luôn kìa anh em. Giọt. Cầm 1 thì bộ binh cũng còn khá là chậm, kỵ binh thì nhanh hơn rất nhiều. Mình phải chơi là số đông anh em. rút về, rồi bạn đông hơn quá chúng ta phải rút về. Máu quá là không ổn. Máu quá là được gọi là tới công chuyện. Né vô. À, e. Thấy là e lụm liền. Double Gali luôn. Ngon lành. Nhưng mà phải có lính tròn vào nha anh em. Chứ nếu mà hai Gali mà làm cùng một lúc với nhau vậy nó hơi khó lắm. Mina khỏi chạy, Mina đứt. Mềm luôn. Vệ chi đi chậm lắm anh em. Come on, bộ binh này đi chậm lắm. Bot của bên FAB. Hay bot, bot Thành với bot Aluha. Bot Aluha là bot Tú Nguyễn nha anh em, bot Tú Nguyễn. Bot Tú Nguyễn King của 75. 41 cân 3 anh. Ừ đúng rồi em, cân 3. 41 mạnh lắm em, 41 mạnh lắm, cân 3 là đúng. Hấp dẫn. Sao rồi? Cái liền chắc gãy chắc rồi. Nhìn không thấy có ai hết. L1. Để xem thử coi. Mình phía bên đây tôn tử với Di. Wow. Ăn dữ vậy. Ăn tới bao nhiêu 100k lính luôn. Tiêu diệt tới 100k.
Rồi ôi. Sao bữa nay mới phát hiện là 42 có gái xinh dữ vậy ta. Ôi giời ơi. Thả tim anh em, thả tim. Gái xinh quá vậy. Sao cái này không biết. Lắp mặt nữa rồi. Chiến báo anh em ơi, cho xin chiến báo anh em ơi. Report Bali. Cao một của ta nói là đánh gì đâu mà nó quá ghê gớm thiệt chứ. Gửi cái này làm cái gì? Không đủ quân rồi, FPV chở lính cái. Hết slow Trung Vũ. Hello anh em. Long time. Cầm một nó vui nhưng con cái là hơi cực. Nó này cực lắm. Chưa đủ lính để đánh luôn 247k. Kệ, đánh từ từ trước anh em. Mở rương sự kiện bữa tiệc kinh hãi đi anh, xem có gì. Hả? Là chỗ nào em? À, cái rương này à? Này, cái rương này ngon lắm nha. Anh quên là cái sự kiện này mà phải chứ mình ủ là nó ngon lắm em. Này, đá quý. Rương đầu tiên, 100 cái đá quý nha. Tiếp theo. Rồi, 50 rồi có tăng tốc luôn. Số 8, chúng ta nhận được tới một chục gương lận em, chục gương lận. Có sự kiện này chúng ta chạy vô clan top chúng ta xin để chúng ta nhận quà một cái nó ngon. Bay qua sang kingdom mới chúng ta lại tiếp tục nhận. Quên nó phải chỉ ủ trong thời gian này nó quá im luôn. Rồi cuối cùng trung bình anh em cũng có tầm khoảng từ 1k trở lên nha, 1k game trở lên quá ngon. Nãy bên em có 3 ông boss đạt 20/20 kiểm tra cuối kỳ ngon phết. Ghê vậy. Săn tìm anh em cũng zoom nhỏ lại nên nhìn lên trên cái góc đó là một cái đèo. Đây chỗ này ok. Ồ quá không phải FPB rất cao. Rồi xong. Được 3 gương vàng miễn phí. Ok, chính xác em. Quá ngon vậy. 3 gương vàng miễn phí luôn. Game này mà hát là nếu biết trước ngày hôm nay thì hay biết bao. Ok. Hello B bánh ẩm.
Xem chiến báo nào anh em, xem chiến báo nào. 43. 43 và bèm với bên phía bên kia. CM với gì nữa thiệt chứ. CM với gì ngon lắm anh em. Cặp này giờ CM 5511 phải không? Gì? Chuẩn bị mát 5535 thôi. Đó mà đánh được như thế này rồi. Gì mà mát đó thì bao phê. Giờ này 41 đông, đông quá đông luôn. Thì sửa cờ rồi, cờ cháy một lần 2k rưỡi. Phải công nhận là bên phía của những anh em bên phía bên đây ghê sợ thiệt. Trận chiến anh em xe lên nhóc luôn. Có những cái trận chiến này chúng ta sẽ có những cái pha test nha anh em. Chúng ta sẽ có những cái pha test. Tôn tử VG. Wow, tôn tử VG ghê vậy. Ăn khá là ổn luôn nè anh em. Ăn khiêu nhiêu đây. Tôn tử mát G mới 5534 rồi. Cũng ổn, rất là ổn luôn. Di mà mát nữa thì thôi rồi luôn. Tới công chuyện nha anh em. Di mà mát nữa thì bắn người ta nói là xả kêu xuống gây đam ghê sợ luôn. Tại vì Di có vòng tròn nữa. Rất là ok. Ngon hả, để xem kim coi được cái gì đây. Lẩu mà. À, ớ lẩu mà. Cái này lẩu mà ngon gì ta. Nhưng mà còn ăn được 40 mấy k cũng được. Số anh em bài lên đây rồi. Victory. Vợ anh. Chúng ta bay lên đây để chúng ta bèm với 41 ở bên này nè. Ok, chúng ta chia hai đạo rồi đây chúng ta bèm. Ừ, đúng rồi. KBK 1 là vui nhất. Quá là đông luôn. Ok, đấy, tiếp tục chúng ta xem cái double rally. Double rally nhưng mà chúng ta phải có những anh em chon vào. 43 là cần phải được gọi là đi theo rally luôn. CM từ bên phía của 44. Ôi ôi, 14 triệu cũng rally nữa. Cũng có tinh thần phết đó anh em. Nhưng mà 14 triệu rally hơi bị căng. Tắc chưa ổn. Rally gì lỗ lắm. Thanh niên dũng cảm nhất KBK 1. Còn ông này dường như là boss rồi. Đấy, có T5 rồi. Gully thì ta nói dù sao nó cũng là lợi. Còn bên phía bên đây cũng ghê đó anh em. Ủa xí. Ồ, hồi nãy nhấp nhầm em ơi. Anh em ơi, sorry anh em. Ông này là 70 triệu lận. Ồ, có T5 rồi, Gally khá ổn. Nãy FPB nhấp nhầm. Vô 14 triệu. 14 triệu mà sao rồi được gọi là đi Gally thì nó cũng hơi căng. Wow. Đợt cụm của FPB đang chơi đa số là gái xinh. Gái xinh câu luôn. Tờ Sun đã tấn công. Gái Indo thì phải à, FPB không biết luôn. Tờ Sun chết 9k. Bên phía bên kia là chết 15.
À, xin lỗi anh em, 25.7k. Tổng cộng chúng ta tiêu diệt là 288, bên phía bên này 90. Gali này chúng ta cũng tầm khoảng bao nhiêu? Gần 200k nha anh em, gần 200k. Ok, quá ngon. Mr. Tứng. Cái tên Việt Nam. CM Tôn Tử đi nhanh quá đây ạ. Gali như thế này là sắp mặt nữa. Jury. Wow, Gali này để hồi mình xin boss cái Gali anh em. Thủ mà bên kia đưa farm vô hoài không đứng ở đây luôn là như mà hồi là sắp mặt hết. Hello Adam, hello anh em. Thua nhiều quá. Thua xong là ủ ạt tiếp. Hài thật chứ. Hồi chơi chuyển 100 triệu ghét một tuần. Thấy đội avatar thành Ả Rập. Cay thiệt. Cái đó cay lắm luôn á. Mình tận sách cho nè. Rồi cài có sách luôn hả? Ghê sợ. Giờ thám gì đây? Cờ. Wow. Mát như thế này, CM mát rồi thêm. Được gọi là gì mát nữa. Hello hành trình rồi ok. Cơm gan. FPB check dùm xem kèo 30351-3 ở KVK. Có ăn không anh? À, để anh, có gì anh sẽ xem sau nha. Để xem thử coi cái này như thế nào đây. Hello anh em. Anh em đang xem like, anh em cho FPB xin một like nha. Emily ơi, em nhắn một tin nhắn đi em. Người em đi về đây. Phải có kênh YouTube phải không? FHB Gaming Channel. Mà kênh đồn kia khỏe. Đánh mãi chưa xong. 41 khỏe gần chết. 41 nếu mà không có bị nội bộ là coi như là bây giờ là chắc này nó khác rồi.
Nhưng mà là nội bộ thì bây giờ nó hơi chuyển hướng chút xíu anh em. Nhưng mà anh em đánh như thế này là quá hay rồi. Quan trọng chúng ta chơi game là chúng ta có một cái sự vui vẻ trong đó. Đấy. Chứ còn mà tính tới chuyện thắng thua thì để cho boss, để cho leader tính. Chúng ta được gọi là một cống hiến, cống hiến. Một trong những cái sự cống hiến nha anh em. Tú Trinh. Ôi dồi ôi, dùng kìa. Chết ghê sợ vậy. Ồ. Nếu như mà cái này thì nó quá ngon nha anh em. Vào chuẩn bị bon. Hả? Ô sợ kê. Ủa? Bon đâu thế boss? À, qua đây à. Ok, để FPB chạy qua. Cho nó vô cỡ cái. Ok, nó bay lên trên mới được. +41 + 3. Đúng rồi, chính xác. Rồi, mất chỗ rồi. Bay lên thôi. Quýt đà lợn. À, thiệt tình cái con này nó đi do thám anh em ơi. Đi bộ lên mới được. Hơn. Đi 6 phút lần. Mình đi bộ qua nhé anh em ơi. Con do thám nó đi lâu quá rồi. Con do thám này nó đi tới mấy chục phút lần. Rồi tiếp tục chúng ta xem cái bon chỗ này cái nha. Bên phía 42 đang phản công anh em. 3242 242A phản công. Bon. Wow. Rất tiếc là cái chỗ cái đèo này không có công được. Nếu mà công nó còn càng hấp dẫn hơn nữa nha anh em. 43 đây. Rồi 41 rút về rồi. Hồi nãy không có ai đây hết. Bây giờ bên phía 42 là kéo qua. Kéo 500 anh em qua đây rồi. Ok, hẹn slow anh em. Ngày mai FPB sẽ công chiếu video này lại nha anh em. Để gửi đến tất cả anh em bên phía của 41, 42, 43 và 44. Hôm nay chúng ta đang coi tới cái tấn công kìa cờ. Một boss bên phía bên kia 70 triệu. Nếu mà về cái Gali này thì Gali này nó ăn nha. Nhưng mà một số người anh em thì lại swarm thì hơi căng. Bởi vì trong cờ thường lúc nào nó cũng sẽ có số lượng quân nhiều hơn cái số lượng của chúng ta. FPB nhìn thấy á, là chỉ có là 200 mấy thôi. Nếu mà boss luôn tầm khoảng 300k hơn đó. Còn ở trong cái cờ nó tận tới 1 triệu mấy lần. Chúng ta swarm như thế nó sẽ được gọi là nó rất là khó để chúng ta có thể ăn được. Với cái Gali này lỗ nha em, cái Gali này lỗ. Nhưng mà dù sao nó cũng sẽ lời hơn cái Gali trước. Gali trước thì boss Gali lỗ gần 10 triệu nha em, gần 10 triệu. Đấy. Nhưng mà cũng không sao. Mina, GG. Ok nha. Còn phòng thủ trong đây thì quá ngon rồi. CM với Gmat. Cặp này phòng thủ auto ăn kill anh em, ngồi. Đó lụm kill thôi. Khả yêu. Nhìn tướng với K1 buồn cười nhỉ. K1 mà K1 là chúng ta phải hơi yếu chút xíu anh em. K1 hơi yếu xíu. Lúc này là chưa có gì hết. Có gì đâu mà buồn cười. Cây nhà lá giường có gì chơi nấy thôi. Ok, trong khoảng thời gian mà chúng ta đợi cái đạo quân mà đi qua đánh bên phía bên kia thì FPB sẽ tròn qua 1960 để chúng ta xem ăn giết nha anh em. Ăn giết gắt.
Đấy, Zygarde. Đấy, mở rồi này. Có thể tấn công được rồi anh em. Xem thử có ai sẽ được ăn đầu tiên. Ủa, dường như là bữa nay các boss không có ăn rồi. Các boss bữa nay không có ăn Zygarde rồi anh em. Chưa, vậy chắc là chưa hẹn. Chưa hẹn ăn. Chắc bữa nay là chuẩn bị là sẽ đánh nhiều hơn nên là không có ăn. 1-6v1 chiều giờ cũng đang đánh khá là nhiều với 1034. Có anh em bên phía bên đây thì có thể nói là đang đánh khá là nhiều để có điểm để đua MGE luôn. Ok, thôi chúng ta về ngay chỗ kinh đô của chúng ta thôi. Ok, kéo bon lên anh em. Wow, 41 đông dữ vậy. 500 anh em của chúng ta đâu rồi? Lùi bon, đúng rồi, lùi bon. Chúng ta đang đốt cờ của LF rồi. Cũng sao anh em, cứ từ từ. Wow, 41 đồng thế. Vậy nếu nhốt được 41 thì ai ăn Zyg? Cái này anh cũng không biết luôn. Chắc lúc đấy là chúng ta sẽ so về KB anh em ơi. Nhớ chung Vũ, so về KB. Nhưng mà chắc có thể là ứng cử viên là 42. Bởi vì 42 lúc đầu cũng có thể là đang đánh với 43. Rồi sau này chúng ta xin Ali với nhau đó, để đánh với 41. Chứ nếu mà chúng ta mà không đánh với 43 thì chúng ta sẽ còn rất nhiều lần. 1-6-1 ăn Zyg đầu. Ok, cảm ơn Kawi. Bữa nay chưa ăn thì phải. FVB mới lóc qua bên kia, thấy chưa ăn. Come on, mà đánh nó còn hấp dẫn quá nè. 2-3-7 ăn biên niên sử 1960 Zyg cuối. Đúng rồi. Rồi, cũng như là nãy giờ chúng ta dự đoán nha anh em, cũng y hệt kịch bản nó là như thế. Rồi, ok, cảm ơn anh em đã chia sẻ, cảm ơn Kawi. FVB kết thúc cuộc bình luận mới được. Đó, lùi rồi. Bạn lại bắn đánh mình à. Cao. Mình phiêu 41 đồng quá, quýnh phải né nha nè. Quýnh phải né mới được. Ok, King bóp luôn. Quá là thương King. Gúc. Mình cần hết đóng luôn, coi như là mệt lắm. Quýnh là phải nhìn anh em. Ôi, mới đi về thôi là nửa cây rồi. Ông nào vô đất của mình thì mình cứ lụm. Nào vô đất mình thì mình cứ lụm thôi anh em. Quá ghê gớm. 41 đồng quá đông. Rồi, kiểu này chắc là hẻo nữa rồi. Sao một mình mà cân nhiều dữ vậy? Có đứa con chuột nữa anh em. Cái da full diện luôn rồi. 478, 469, ồ, cũng được. Không sao.
còn đánh mai xem bot test Google. Ok. Cái này ta nói tốn tốn tăng tốc lắm nha anh em, tốn tăng tốc lắm. À, có ăn rồi à? Hồi nãy FPB không thấy. Ok, quay qua liền. Một 6v1 sẽ là người ăn zig đầu tiên. Ủa? Nhưng mà thấy đâu có ai đâu. Dường như thấy còn vắng quá. Câu Huy ơi, chắc là chưa ăn đâu Câu Huy ơi. Chưa, giờ này chắc chưa đâu. Chừng nào ăn là chúng ta sẽ chạy tới nha. Méo mặt về nhanh dư. Ủa chúng ta đánh bon nào nữa? À chúng ta gặp bon này nữa à. Làm FPB cứ nghĩ bon bên phía bên kia đi xa quá. Yeah. Bot mới mua gương tiếp nha em. Nạp rương vàng rồi. Đêm kỳ diệu kinh hồn. Mới vô mở một cái thấy hẻo liền. Quay trưởng đi chứ. Ok, cảm ơn bot Aloha. Cái gì, điều gì đó thấy sáng sáng ở đây vậy? 500 web lô. Quá ngon. Khui. Trời ơi, khui. 250 web. Chấm hỏi nữa. Hờn. Bot nạp mà. 1, 2, 3. 3 rương vàng nha anh em. Wow. Một rương này tầm khoảng 2,5 triệu. Còn nếu nạp từ dưới lên trên là 4,5 triệu. FPB tích được 160 chọc rồi. Tụ tập bên phía bên đây đông, bên phía cũng đông luôn. Quá là ghê. Móc đây, móc của chúng ta nằm bên đây. Tốc độ luyện lính, tốc độ nghiên cứu. Wow, cái này tốc độ nghiên cứu được 15% luôn. Ngon. Chút tìm anh em. Cơ một mà đánh như phim. Đánh ghê sợ thiệt chứ.
chuẩn bị chúng ta bèn tiếp. Hay C. Xin chào King. Phía bên kia nãy giờ chúng ta xem thử coi. Điểm Q tiêu diệt boss Aloha nằm top 1 nha anh em. 1B 2 Q rồi. Boss thành của 42 cũng là 481 triệu. Bên phía 44 2 boss 41 304 với 288. Wow, boss này. Aloha đang king của 75 nữa nha anh em. King đầu 75. Top Q thì boss Aloha 60 nằm top 4. 41 44. Mềm. Quan trọng là đánh ở đây ai lì nha anh em, ai lì hơn. Đôi khi nhầm khi có một số thời gian thì một số anh em sẽ up. FPV đang sử dụng cặp tôn tử với AE bổ ngon gã. Này giống đi đâu mà tới lạc đạn như vậy. Đúng rồi. Được. Chiến đấu, chiến thắng, ăn được nhiêu. Điểm tiêu diệt. Ồ, vì chúng ta cũng lỗ ta. Không quánh gì mà chúng ta lỗ ta. 101, ôi, ngon. Đó. Nguyễn Linh. Chúng ta quánh Kavika là chúng ta nhớ nhìn theo những cái điểm binh của leader nha anh em, để chúng ta nắm cho nó vững. Chứ còn thôi nhầm khi chúng ta đi mà chúng ta không tụ tập thành bo là chúng ta dễ bị sắp mặt chạy về lắm. Tiếp tục bèm với 41 bên phía bên đây. Mà công nhận giờ này 41 on đông thiệt. Phải công nhận là on rất đông. Nipper sâu. Một người bạn của Việt Nam luôn. Rồi, ok. Có thể nói là cuộc chiến này nó sẽ còn dài hơn nữa nha anh em. FPB cũng sẽ like để chia sẻ tiếp tục với anh em. Với cái cụm KVK 1 này thì chúng ta sẽ xem nhiều hơn, thì chúng ta sẽ có thêm những cái thông tin. FPB xin phép dừng video tại đây. Cảm ơn tất cả anh em đã chú ý xem video của FPB. Ngày hôm nay thì có thể nói là phe 3 1960, 1671, 2377 thì hiện tại là đã giành được chiến thắng rồi anh em, giành được win rồi. Đấy. Nên là phải nói là mọi thứ nó đã xong rồi, kết thúc hết rồi. FPB cũng quay về bên phía 42 để đánh nhau.
sau 5 ngày nhé anh em, sau 5 ngày. Rồi, ok, cụm này thì sẽ còn chiến đấu cũng khá là lâu. Sau 11 giờ nữa thì đại Zygarde sẽ mở ra, nhưng mà phải đếm ngược 12 tiếng nữa nha anh em, bởi vì khi mà hết cái chương này ngay chỗ viên đi sử thì nó sẽ phải đếm ngược, đếm lùi lại nha. Thì KVK còn lại 13 ngày nữa. Nếu như mà có thể nói chúng ta chống trả quyết liệt, chúng ta đánh cầu cưa, thì chúng ta sẽ giữ được những phần đất, và đến 13 ngày sau thì chúng ta sẽ nhắm, có thể nói là FPB cũng nhìn thấy là 43 cũng đang nỗ lực, nhưng mà 42 thì chắc là sẽ có một sự ưu tiên để nắm sao. Đấy là cái sự dự đoán rồi. Còn mà về nắm sao như thế nào đó để cho King trao đổi nha anh em. Rồi, ok, cảm ơn tất cả anh em đã chú ý xem video. Cảm ơn Trần Bá, cảm ơn FPB Min, cảm ơn Cao Huy, cảm ơn chú Vũ, cảm ơn Khả Yêu, cảm ơn Bot Thanh, cảm ơn Cung Gan, cảm ơn Hành Trình Rõ Ca, cảm ơn Bi Bến Nậm, Adam, Tiếng Áo, cảm ơn chú Vũ, cảm ơn Trần Tài, cảm ơn Gaming Đốm, cảm ơn Hùng Nguyễn, cảm ơn Margaret, cảm ơn Quỳnh Crab Boy Boy, FPB Min, Trọng Nguyễn, Live Speak, Huy Vũ, Nguyễn Dũng, Thắng CBA, Bóng Gaming, Sáng Nguyễn, John, thank you John, cảm ơn Trung Võ, cảm ơn Lưu Nhĩ, thank you, Mr. Gunger, cảm ơn Nguyễn Phú, Hùng Văn, cùng tất cả anh em, chúc tất cả anh em ngủ ngon nha. FPB sẽ tiếp tục like ở cụm này sao? Bye bye anh em.